Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chuyên đề về chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Trong chuyên đề hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các đồng chí về công tác tập trung tuyên truyền cho ngư dân chống khai thác IUU. Trước tiên là thông tin về việc Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan từ cấp trung tá trở xuống cho 55 đồng chí và nâng lương cho một đồng chí thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau vào chiều ngày 22 tháng 5. Đợt 1 năm 2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh có tổng số 55 đồng chí được thăng quân hàm theo các cấp bậc và nâng lương. Theo đó, cấp từ thiếu tá lên trung tá có 6 đồng chí, từ đại quý lên thiếu tá có 11 đồng chí, từ thượng quý lên đại quý có 9 đồng chí, từ trung quý lên thượng quý có 19 đồng chí, từ thiếu quý lên trung quý có 10 đồng chí và có 1 đồng chí được nâng lương. Đặc biệt trong đó có 22 sĩ quan được thăng quân hàm trước niên hạn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Minh Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định đây là nguồn động viên, ghi nhận những thành tích của các sĩ quan trong quá trình công tác. Mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức thành công hội thao bắn súng quân dụng năm 2024. Hội thao có 104 vận động viên đến từ cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng và hải đội biên phòng. Các vận động viên tham gia thi đấu hai nội dung gồm bắn súng ngắn K-54 và súng tiểu liên AK cá nhân và đồng đội. Qua hai ngày tranh tài, các đoàn vận động viên thực hiện công tác điều hành đúng quy chế, nguyên tắc quy định, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đảm bảo tiết kiệm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện trong quá trình tổ chức hội thao, đánh giá kết quả khách quan, trung thực, chống mọi biểu hiện tiêu cực. Kết thúc hội thao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen và trao giải nhất toàn đoàn cho cơ quan Bộ Chỉ huy, giải nhì cho đồn biên phòng Sông Đốc và giải ba cho đồn biên phòng Hòn Chuối. Chiều ngày 23 tháng 5, Đồn Biên phòng Sông Đốc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Đại tá Phạm Minh Giang, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau dự và chỉ đạo hội nghị. Giai đoạn 2019-2024, đơn vị đã triển khai tuần tra kiểm soát hơn 500 tổ trên 1.700 cán bộ chiến sĩ tham gia. Bắt giữ khởi tố 6 vụ trên 7 đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy, 4 vụ trên 78 thuyền viên xuất nhập cảnh trái phép, 1 vụ mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu 4 nạn nhân. Bắt xử lý 11 vụ trên 9 trường hợp vận chuyển tàn trữ trái phép thuốc lá lậu, thu giữ 5.191 bao thuốc lá, bắt xử lý 179.150 lít dầu DO vận chuyển trái phép trên biển. Trong phong trào thi đua xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền được 150 buổi trên 12.000 lượt người nghe, cấp phát gần 10.000 tờ rơi, vận động 100% chủ phương tiện, thuyền trưởng cam kết không đánh bắt hải sản sang vùng biển nước ngoài, vận động xây dựng một cây cầu giao thông nông thôn trị giá 300 triệu đồng, 4 căn nhà đại đoàn kết, 1 căn nhà đồng đội, 11 căn nhà vì người nghèo, tổng trị giá 440 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp tặng gần 1.000 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 400 lượt người, tổng trị giá 540 triệu đồng. Nhận đỡ đầu thường xuyên 4 em học sinh nghèo vượt khó 500.000 đồng một em một tháng. Bên cạnh đó, đơn vị đã duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình giúp quần chúng nhân dân ổn định cuộc sống. Trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Sông Đốc đã có 12 lượt tập thể, 40 lượt cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp ngành tặng bằng khen. 19 lượt tập thể được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng. 70 lượt cá nhân được tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến. Hơn 30 lượt cá nhân được đề nghị tặng thưởng quy chương quân kỳ quyết thắng và quy chương chiến sĩ vẻ vang. Qua 5 năm, đơn vị đã xây dựng được 7 điển hình tiên tiến, 8 điển hình tiên tiến trên từng mặt công tác. Đại tá Phạm Minh Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Đồng thời, đề nghị cấp ủy chỉ huy tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng.
trong đó tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, tạo sự đột phá trong thi đua. Mặt khác, Đại tá Phạm Minh Giang còn chỉ đạo kết hợp giữa phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị với các phong trào thi đua của địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực trong tham mưu và tham gia với cấp ủy chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tích cực tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Gò Vấp và Hội Thiện nguyện Liên tâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Nghĩa tình biên giới tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Xã Khánh Tiến với dân số trên 7.000 hộ, nghề nghiệp chủ yếu làm nông nghiệp, kết hợp trồng rừng và đánh bắt khai thác thủy sản. Những năm qua, cán bộ và nhân dân địa phương luôn chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Tuy nhiên, do điều kiện địa lý, tiềm năng phát triển nguồn lực tại chỗ còn hạn chế, vì vậy đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn vẫn còn gặp khó khăn. Tại chương trình, các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới của đồn biên phòng Khánh Tiến. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 300 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trị giá 150 triệu đồng. Tặng 50 suất học bổng, 20 xe đạp và 200 phần quà cho các em học sinh có thành tích vượt khó trong học tập trị giá 125 triệu đồng. Tặng một căn nhà cho người nghèo trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ 30 thùng nước sơn cho trường tiểu học Trần Quốc Toản và 5 thùng nước sơn cho đồn biên phòng Khánh Tiến để sơn sửa lại trường học và đơn vị. Đồng thời, các đơn vị tổ chức các tốt miễn phí cho người dân nghèo, tổ chức các trò chơi dân gian, các chương trình văn nghệ, phát bánh kẹo cho các cháu thiếu nhi, tặng các dụng cụ sử dụng trong gia đình cho các hộ nghèo, tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. Bản thân em là một người dân thì em thấy cái chương trình này đối với người dân nó rất là ý nghĩa. Nó cũng đem lại cái động lực tinh thần cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Có đem lại cũng như là cái động lực để cho các em học sinh nó phấn đấu, nó có thể là nó phát huy cái khả năng học tập nó tốt hơn. Thông qua đây thì em cũng cảm ơn là các đơn vị tài trợ rồi cũng như anh em chiến sĩ bộ đội biên phòng đã tổ chức cái chương trình này để đem lại cái lợi ích cho người dân của mình, được cuộc sống được tốt hơn. Con cảm thấy rất vui khi con được nhận quà từ các chú, và con hứa với các chú là con sẽ chăm ngoan học giỏi lấy không phụ lòng các chú. Đối với chương trình Nghĩa tình biên giới thì được thực hiện với rất nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, trong đó thì có hoạt động là khám chữa bệnh cho người khuyết tật, người nghèo, rồi hoặc các hoạt động cắt tóc cho học sinh, người già, và trao tặng hơn 500 suất quà cho người nghèo, người khuyết tật và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực giới biển. Chương trình Nghĩa tình biên giới đã giáo dục được truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Với tinh thần tương thân tương ái, các đơn vị phối hợp đã huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ dân trên địa bàn biên giới có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước về công tác an sinh xã hội. Góp phần nâng cao được cái tinh thần đoàn kết truyền thống của dân tộc Việt Nam, mà đặc biệt là cái tinh thần lá lành đùm lá rách đối với lực lượng vũ trang của các bạn cũng như là cán bộ địa phương trên địa bàn, trong quan tâm chăm lo đời sống của bà con dân trên địa bàn, thì qua đó thì đã nâng cao được cái tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng cái khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, trong đó là đặc biệt là cái xây dựng về thế trận biên phòng toàn dân cũng như thế trận lòng dân và thế trận an ninh dân vững chắc, góp phần nâng cao đời sống của bà con dân trên khu vực biên giới biển. Thông qua chương trình, ý nghĩa này sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp đến nhân dân về biên giới biển đảo, đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Thưa quý vị và các đồng chí,
Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo tỉnh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định EU, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho chủ phương tiện, thuyền trưởng, máy trưởng, ngư dân về việc chống khai thác EU. Ghi nhận của phóng viên chuyên đề về chủ quyền an ninh biên giới tại cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thư ngỏ kêu gọi chủ doanh nghiệp khai thác, thu mua chế biến thủy sản, chủ tàu cá, thuyền trưởng tàu cá, ngư dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng chống khai thác EU. Thư ngỏ nêu rõ, hơn 5 năm qua, ngư dân trên địa bàn tỉnh cùng với các ngành chức năng nỗ lực rất nhiều để khắc phục thẻ vàng do Ủy ban châu Âu EC cảnh báo đối với thủy sản khai thác của Việt Nam. Bên cạnh những ngư dân thực hiện đúng gương mẫu, sẵn sàng lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá và khai thác hải sản đúng quy định, vẫn còn một số cá nhân vì lợi ích kinh tế trước mắt tiếp tục khai thác hải sản bất hợp pháp, đặc biệt là khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Mặc dù đang đối diện với nhiều khó khăn, nhưng vì lợi ích lâu dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh rất mong ngư dân cố gắng thực hiện đúng quy định của nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, đặc biệt là tàu cá khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Không để gì một vài cá nhân vi phạm dẫn đến ảnh hưởng lợi ích của ngư dân làm ăn chân chính, ảnh hưởng đến danh dự của quốc gia và dân tộc. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Cà Mau và đặc biệt là trực tiếp là Bộ Chỉ huy Bộ đội tỉnh, thì đơn vị đã quán triệt cụ thể những chỉ đạo và xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch của Bộ Chỉ huy để triển khai thực hiện một cách sâu sát và triệt để, trong đó là tập trung là vào công tác tuyên truyền cho ngư dân và địa phương trên địa bàn về công tác phòng chống khai thác EU để người dân hiểu rõ và nắm chắc thực hiện đúng. Trong đó tập trung tuyên truyền ở những cái buổi họp dân, tuyên truyền tập trung trong các hội nghị như là tuyên truyền nhỏ lẻ và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tại trạm kiểm soát biên phòng Kinh Hội, công tác hướng dẫn đường biên giới biển trực tiếp cho thuyền trưởng, máy trưởng và ngư dân thông qua bản đồ biên giới biển được xem là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Theo đó, trong thời gian phương tiện neo bờ đã được triển khai thực hiện đến từng hộ gia đình ngư dân sinh sống. Ngoài ra, công tác này còn được thực hiện vào đúng thời điểm phương tiện di chuyển ra khơi đánh bắt. Đến thời điểm này, việc ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài trên địa bàn tỉnh được kiểm soát ổn định trở lại thông qua các biện pháp xử lý nghiêm, quản lý chặt. Song song đó, công tác đẩy mạnh hướng dẫn tuyên truyền của các ngành các cấp vẫn đang được duy trì thực hiện, đặc biệt là đối với việc hướng dẫn trực tiếp cho từng phương tiện về đường biên giới biển khi ngư dân rời cửa biển đi đánh bắt. Đã tổ chức tuyên truyền rất là nhiều buổi và trực tiếp cũng như là gián tiếp để cho người dân hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định phòng chống khai thác EU. Thì qua đó, người dân trên địa bàn cũng đã chấp hành và thực hiện tốt công tác phòng chống khai thác EU. Và hiện tại thì ý thức người dân đã được nâng lên và người dân đã thực hiện tốt các quy định đã được các cấp kêu gọi và thực hiện trong thời gian qua. Đối với chủ phương tiện đánh bắt thủy sản, các sở ban ngành tỉnh thường xuyên phối hợp cùng chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng đóng chân trên địa bàn, tổ chức các đợt gặp gỡ, đối thoại và hướng dẫn trực tiếp cho ngư dân hiểu tường tận về đường biên giới biển, đồng thời thông tin cho họ biết về các biện pháp xử lý cứng rắn của các nước bạn như Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Qua đó, kiên quyết không vi phạm và tái vi phạm vùng biển nước ngoài, tránh những tác hại nghiêm trọng về sau này. Ban chỉ đạo tỉnh về chống khai thác EU đã và đang duy trì việc xử lý nghiêm không chỉ đối với tàu cá tái phạm mà ngay cả tàu vi phạm lần đầu cũng áp dụng biện pháp xử phạt nặng nhất có thể. Đối với phương tiện vi phạm khi về nước sẽ cấm hoạt động, không cho sang bán và áp dụng biện pháp tước bằng thuyền trưởng, máy trưởng. Đồng thời, ngành chức năng tỉnh còn điều tra, xem xét tàu cá đã móc nối phương tiện nước ngoài để khai thác thủy sản như thế nào. Qua đó có biện pháp xử lý nghiêm đúng pháp luật. Chuyên đề về chủ quyền an ninh biên giới kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên đề này kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.